Quần đảo Trường Sa nằm cách đất liền từ 450 đến gần 600 hải lý và trải dài theo đường biển Nam Trung Bộ hơn 900 km. Trên quần đảo có hơn 130 đảo và bãi ngầm với diện tích hơn 410.000 km2. Đảo Trường Sa lớn ở 8,38 độ Vĩ Bắc và 111,55 độ Kinh Đông. Quần đảo Trường Sa hiện là huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thị trấn Trường Sa và hai xã là Sinh Tồn và Song Tử Tây. Đây là vùng khí hậu nhiệt đới, có nhiều bão tố, địa thế các đảo nổi là cát bằng phẳng và đảo chìm là bãi đá san hô. Tiềm năng kinh tế của vùng biển Trường Sa là các loại khoáng sản và thủy sản. Các tài liệu đã ghi nhận, từ lâu đời, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là chủ quyền của Việt Nam từ thời Hậu Lê tới thời Nguyễn đều có các hoạt động nghiên cứu địa lý, khí hậu và đánh bắt thủy hải sản ở các quần đảo này và coi đây là đơn vị hành chính của Việt Nam. Cuối tháng 4 năm 1975, cùng với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, các đơn vị của Hải quân Nhân dân Việt Nam Anh hùng đã lần lượt giải phóng nhiều đảo của quần đảo Trường Sa. Từ đó đến nay, quần đảo Trường Sa không ngừng được củng cố, xây dựng là một tuyến phòng thủ phên dậu phía đông của Tổ quốc, vừa giữ vững môi trường hòa bình trong khu vực, vừa phát triển kinh tế biển và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thân yêu. Tháng 5 năm 2010, kỷ niệm 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, 35 năm giải phóng quần đảo Trường Sa và kỷ niệm 55 năm thành lập Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam, đoàn làm phim của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên được ra thăm và ghi lại những hình ảnh tại một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Hơn bất cứ ở nơi nào, chủ nghĩa anh hùng cách mạng lại được thể hiện rõ như ở Trường Sa và những nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, với những người chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo qua 3 tập ký sự Trường Sa. Tập 1 có tiêu đề Từ đất liền tới hải đảo. Tập 2, Trường Sa và người lính biển. Tập 3, Vững tin ở Trường Sa. Là tỉnh không có biển, nhưng cái tên Trường Sa đã luôn thấm sâu trong tâm khảm của những người làm phim Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên chúng tôi. Bởi Trường Sa yêu dấu là xương là thịt của đất nước Việt Nam. Ở nơi trùng khơi xa xôi này, trong đó có những người con của quê hương Hưng Yên đã chiến đấu, hy sinh giải phóng và ngay bảo vệ từng tấc đất thân yêu của Tổ quốc. Tàu HQ-957 thuộc Lữ đoàn 125 là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Hải quân Việt Nam. Đơn vị từng mở con đường huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển năm xưa là chiếc tàu Hải quân chở đoàn công tác số 11 của chúng tôi ra đảo. Rời cảng Cát Lái thuộc quân cảng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh vào một buổi sáng đẹp trời. Mọi người trong đoàn ai cũng mong sớm đến đảo. Bởi hầu hết trong số hơn 160 người đi trên tàu, đây là lần đầu tiên đến với Trường Sa. Kia, hai bên bờ sông Đồng Nai, nơi thời chống Mỹ, với chiến công của các chiến sĩ đặc công trên rừng xác nổi tiếng. Đây, cửa biển Vũng Tàu nhộn nhịp trong phát triển kinh tế hội nhập và mở cửa. Đoàn công tác có đoàn đại biểu của các tỉnh Nghệ An, Bà Rịa Vũng Tàu, Thái Bình, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Quân chủng Phòng không Không quân, Đoàn văn công xung kích của Quân chủng Phòng không Không quân và Đoàn văn công xung kích của Bộ đội Biên phòng. Cánh báo chí chúng tôi có đến gần 20 người, gồm Báo Nhân dân, Báo Lao động, Báo Nông thôn Ngày nay, Báo Thanh niên, Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đài phát thanh truyền hình các tỉnh.
tàu ra khơi, sóng lớn. Không ít người lần đầu đi biển bị ngấm say sóng đến nôn nao. Thế nhưng ai cũng muốn chịu đựng, ai cũng cố gắng vượt qua để đến với các chiến sĩ Trường Sa. Đêm qua biển Bình Thuận, giàn khoan dầu khí như một đốm sáng thắp giữa biển đen mịt mùng, dưới chân tàu đang lướt sóng, còn biết bao khoáng sản, thủy sản quý giá của Tổ quốc mà các chiến sĩ hải quân nói chung, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa nói riêng đang ngày đêm canh giữ. Qua đêm, bình minh trên biển và một ngày nắng và gió nhẹ đẹp một cách lạ thường. Chiếc tàu thương mại của một nước nào đó đang lướt sóng trên đường hàng hải quốc tế. Điều này càng làm cho chúng tôi hiểu rõ rằng khi đất nước đi ra biển lớn, hội nhập và phát triển, đất nước có biển phải có những công dân biển và những người lính biển làm giàu từ biển, và điều cực kỳ quan trọng là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Say sóng cũng qua đi và quen dần với sóng to gió lớn, khi nước biển xanh đen biểu hiện của vùng biển sâu từ hơn 1 km đến 2 km. Qua gần 3 ngày 2 đêm lênh đênh trên sóng nước, vùng biển Trường Sa được hé lộ khi sóng điện thoại Viettel bắt đầu có tín hiệu. Đảo chìm đá lớn B hiện dần từ xa và tàu thả neo cho mọi người xuống xuồng vào đảo. Công việc tất bật nhất là các chiến sĩ hải quân đưa hàng vào đảo và cánh báo chí chúng tôi chuẩn bị máy ảnh, camera cho tác nghiệp, đồng thời phải rất cẩn thận để bảo vệ an toàn thiết bị khi trèo leo xuống xuồng. Lúc này ai cũng quên đi nỗi mệt nhọc, xuồng lướt sóng vào đảo. Sau 3 ngày 2 đêm xuất phát từ cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh, đoàn chúng tôi đã có mặt tại đảo Đá Lớn. Đây là đảo đầu tiên trong chuyến hành trình ra với Trường Sa. Cán bộ chiến sĩ nhân dân đảo Đá Lớn nhiệt liệt chào mừng đồng chí cùng đoàn ra thân đảo. Gọi là đảo Đá Lớn là vì diện tích bãi đá chìm ở đây rộng chừng chục cây số vuông. Khi nước triều lên thì ngập tràn tất cả, khi nước triều xuống thì nổi lên một bãi đá san hô. Ngôi nhà anh em chiến sĩ hải quân ở rộng khoảng vài trăm mét vuông, được xây cao 3 tầng để chống được với các con sóng dữ khi bão tố. Nhà được bố trí rất khoa học với các phòng đa chức năng cho một tòa nhà vừa để ở, vừa để phòng thủ. Từ cuối tháng 4 vừa rồi, hầu hết các đảo của quần đảo Trường Sa đã có điện 24 trên 24 giờ bằng năng lượng gió và pin mặt trời do Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh lắp đặt, thay cho điện phát máy nổ chạy dầu một ngày chỉ có mấy giờ trước đây. Xung quanh bốn bể sóng nước, đảo chìm hiện lên như một ngọn hải đăng lớn giữa mênh mông. Xa đất liền, anh em vẫn thường xuyên gần gũi quê nhà bởi sóng truyền hình VTV phủ qua vệ tinh đã tới đảo. Có lẽ khó khăn lớn nhất là thiếu nước ngọt về mùa khô khi phải dùng tiết kiệm nước mưa tích trữ từ mùa mưa năm trước. Các chiến sĩ hải quân trên đảo đã có nhiều sáng kiến trồng rau xanh ở nơi mà 1 mét vuông hành lang cũng rất quý để tận dụng trồng rau cải thiện đời sống. Chập trùng sóng, chập trùng mây, giữa bao la biển, ô hay làng bình, cũng vòng hoa mướp rung rinh, cũng tươi hoa muống trắng tinh cạnh nhà, mộng tươi ra với Trường Sa, lá xanh quấn quýt như là đời em. Muốn xem, ra đó mà xem, rau xam trên đá, rau rèn trong khay, đất quê đóng gửi về đây, lính
cánh gieo hạt xuống thành cây thành hạt, đào xanh biển bớt mênh mang, đá san hô thấm mấy tầng mồ hôi. Cảm ơn một nhà thơ đã tả chân thực về rau xanh của người lính biển Trường Sa như thế. Vậy mà trong khó khăn thiếu thốn, lúc trời yên biển lặng, lúc bão tố cuồng phong, giữa ban ngày nắng rát hay giữa đêm khuya heo hắt, các chiến sĩ hải quân ta vẫn không rời ngắm biển, theo dõi từng động tĩnh ngoài biển xa và đi xuồng máy tuần tra đảo. Như vừa rồi là hai cái hải giám cũng đi cách đảo có 2 hải lý. Gần là toàn bộ đi dọc từ đầu Nam đến đầu Bắc. Từ năm 2009 là có 9 lượt là ngư dân các nước nước ngoài là vào xâm phạm chủ quyền. Thế còn sang quý 1, quý 2 năm 2010 này thì với có 4 lượt, là trong đó có 3 lượt là ngư dân Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và một lần là nước ngoài Philippines. Thì với tinh thần xác định và động viên cái chủ trương chính sách của Đảng thì nói chung là anh em đã ra đến đây thì xác định là toàn người toàn Đảng chiến đấu tới cùng, xác định bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc. Ở đảo Đá Lớn B, chắc cũng như bao đảo chìm đảo nổi khác, nơi đầu sóng ngọn gió, anh em lại càng tôi luyện bản lĩnh làm giàu cuộc sống tinh thần bằng những lời ca, và đó cũng là ý chí của những người lính biển. Rời đảo Đá Lớn B, cơn giông biển bỗng nhiên từ xa đe dọa đoàn tàu. Ở đất liền, giông bão đã dữ dội. Ở biển hẳn chấp biển mưa nguồn, bão giông với các con sóng dữ phải ghê gớm biết chừng nào. Chúng tôi càng thấu hiểu bản lĩnh của những người lính biển. Tan giông, đoàn công tác đến đảo Nam Yết, đêm nhìn từ xa. Nam Yết như một quầng sáng nhỏ giữa biển khơi, bảy ánh sáng từ những ngọn đèn cao áp xung quanh đảo. Khác với đảo Đá Lớn B là đảo chìm, Nam Yết là đảo nổi với chiều dài hơn 600 mét và chiều ngang vài trăm mét. Đảo Nam Yết rất gần với đảo Ba Bình, nước ngoài đang chiếm giữ trái phép. Sáng ra, chúng tôi vào Nam Yết, đặc trưng của quần đảo Trường Sa nói chung và đảo Nam Yết nói riêng là cây bàng vuông, cây phong ba và cây bão táp. Những thứ cây có sức chống đỡ đến lạ kỳ trước giông bão mới trụ được ở nơi đất cát mặn mòi này. Sau phút chào đón ban đầu với cán bộ chiến sĩ trên đảo, là người Hương Yên, chúng tôi tìm đến các chiến sĩ hải quân của quê hương đang làm nhiệm vụ trên đảo. Trong số 36 chiến sĩ người Hương Yên đang làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, đảo Nam Yết có 6 chiến sĩ. Gặp nhau anh em mừng lắm. Em quê ở đâu? Nhiệm vụ gì ở đảo này? Em tên là Đặng Văn Nam, ở xã Văn Lâm, ra đảo làm chuyên môn thủy tinh. Em ra ngày nào chưa? Em ra được từ đến nay 9 tháng. Thế còn em tên là gì? Em là Phan Hưng. Bây giờ tôi không phải chăng đi. Thế em ra đến đâu chưa? Thế là em làm việc gì chính ở đây? Tháo ở đây. Tháo ở đất. Thế còn em thì quê ở đâu?
Em tên là Nguyễn Văn Quyết, quê ở xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ. Thế ở đây em làm việc gì? Em là A trưởng bộ binh. Thế còn em tên là? Vâng, chị tôi tên là Nguyễn Ngọc Thanh, quê ở xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Yên Bái. Tôi ra đây thì được 9 tháng rồi. Tôi phụ trách bên một phần trường CV của nhà nước. Thế thì cuộc sống ở đây thì nói chung là cũng tốt nhỉ? Vâng, báo cáo chí là cuộc sống đây thì nói chung là cơ bản là xa đất liền thì nó cũng có nhiều cái thiếu thốn. Đấy, nhưng mà bên cạnh đấy thì đủ loại là về cái mặt tình cảm anh em. Rồi cái sự quan tâm của đất liền đối với lại đảng viên, đối với anh em thì đó là một cái tinh thần mà gọi là rất là tuyệt vời. Còn bọn em được đấy là cử ra nhận nhiệm vụ ra đảng viên nhận nhiệm vụ thì trên tinh thần bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quê hương biển đảo của miền địa của Việt Nam thì nói chung là một người lính nhận nhiệm vụ thì bất cứ nhiệm vụ gì đều hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Đây trong bốn anh em đây là đã anh em nào có gia đình à? Đó là tôi cũng có. Tức là hai anh em là có gia đình rồi. Thế còn hai bạn là chưa có gia đình. Em với cả anh trai em đây là cùng mẹ của anh ấy là chị gái của mẹ em. Thế là hai anh em con gì con già? Thế là cùng ra một thời gian. Em ra sau anh ấy 6 tháng. 6 tháng. Vâng. Em mới ra đợt Tết. Đấy. Thì cũng hứa với đất liền và cái quê hương Nguyên là anh em, con em của quê hương Nguyên ở ngoài đảo này cũng sẽ là nguyện đem hết sức mình để cống hiến cho tổ quốc của quê hương và hứa sẽ phấn đấu hết mình để làm xứng đáng là một người con của đất hương Nguyên và sẽ phấn đấu thật tốt để không lòng mong mỏi của quê hương. Có chút quà tặng anh em này, nhất là cái phim tài liệu để phối với Nguyên để các bạn nhớ về quê hương. Hai là một cái chương trình ca nhạc về Hương Yên, là một chương trình hát chèo Hương Yên. Các bạn này có đĩa có đầu đúng không ạ? Ta mở xem. Thêm một cái đĩa ca nhạc khác nữa. Tôi tặng cho các bạn là chương trình tạp chí văn nghệ của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hương Yên. Đây là ba số khác nhau. Tặng các bạn một cái tập tranh về Hương Yên cùng quê Văn Điển, trong này rất nhiều tranh về quê hương mình mà các bạn tặng các bạn một cái tạp chí người làm báo của Hội Nhà báo tỉnh Hương Yên. Thế này có một chút quà tặng các bạn. Chỉ có gần nửa ngày trên đảo, chúng tôi được chứng kiến cuộc sống không kém phần sinh động của người chiến sĩ. Ngoài giờ sinh hoạt về vật chất và tinh thần, đọc báo, xem TV là những giờ lao động trồng rau cải thiện đời sống. Bên cạnh đó là những giờ tuần tra đảo, không một phút lơ là chủ quan. Đó là mệnh lệnh của người chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi và rất nhạy cảm này, bởi khu vực này tiềm ẩn nhiều phức tạp do sự tranh chấp của 6 nước và một bên. Cũng là tình cờ, nhóm phóng viên chúng tôi lại gặp một người Hương Yên khác ở đảo Nam Yết. Anh là tiểu đoàn phó một đơn vị công binh ra chỉ huy xây dựng một số công trình trên đảo. Quần đảo Trường Sa, tuyến phòng thủ quan trọng án ngữ Biển Đông đang ngày càng được củng cố vững chắc về mọi mặt. Nhớ lại đêm trước ở trên tàu, chúng tôi xem một cuốn phim tài liệu mới thấy hết công lao của các lớp cha anh đi trước để có các công trình trên các đảo chìm, đảo nổi hôm nay. Quần đảo Trường Sa, cách đất liền hàng trăm hải lý. Ở đây là quần thể những đảo nhỏ, chỉ với nước mặn và cát san hô.
Để có nơi đứng gác giữa thiên nhiên khắc nghiệt, các chiến sĩ phải chuyển từ đất liền ra từng viên đá, từng cân xi măng, từng lít nước ngọt để xây đảo. Với tầm nhìn xa về bảo vệ đất nước, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội luôn quan tâm đến nhiệm vụ xây dựng quần đảo thành vọng gác tiền tiêu, mang tầm chiến lược bảo vệ chủ quyền quốc gia. Thực hiện nhiệm vụ nặng nề ấy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đứng đầu là đồng chí Đô đốc Tác Văn Cương, thường xuyên trực tiếp chỉ đạo, động viên cán bộ chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn gian khổ để xây dựng cơ sở vật chất ban đầu cho các đảo. Chưa có thời kỳ nào công tác bảo đảm hậu cần phải đảm nhận nhiệm vụ nặng nề như thời kỳ này, vừa vận chuyển phục vụ sẵn sàng chiến đấu ở hai đầu biên giới, vừa tiếp tế đưa vật liệu ra xây dựng Trường Sa. Bằng nỗ lực của cán bộ chiến sĩ vận tải, ngày đêm đưa hàng hóa vật liệu ra xây dựng các đảo, để đảo vươn cao trên sóng dữ, trở thành cột mốc nơi tiền tiêu. Sống trên những đảo nổi đảo chìm giữa biển cả mênh mông, anh em phải chắc chiêu từng giọt nước ngọt từ đất liền gửi ra để chăm chút vun trồng từng mầm rau xanh, từng cây bóng mát, làm dịu đi những ngày nắng gió trên đảo nhỏ san hô. Đứng gác đảo trong hòa bình, nhưng vùng biển Trường Sa đã trải qua những ngày không bình yên. Vì nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ từng sải nước, từng tấc đất hải đảo của Tổ quốc, nhiều cán bộ chiến sĩ không chỉ đổ mồ hôi xây dựng mà còn đổ máu vì nhiệm vụ giữ đảo. Chiến sĩ Trường Sa luôn trong tình cảm yêu thương của nhân dân cả nước. Rời đảo Nam Yết trong niềm lưu luyến, chúng tôi lại trở về tàu HQ957 để đi đến các điểm đảo khác của quần đảo Trường Sa. Từ trong tâm trí, bài hát mà các anh các chị văn công hát cho chiến sĩ nghe ở các đảo, mà đảo nào đến cũng có khẩu hiệu đảo là nhà, biển cả là quê hương, sao mà thấy gần gũi thân thương đến thế. Bài hát Nơi đảo xa của nhạc sĩ Thế Song cứ như lướt cùng tàu chúng tôi đến tận chân trời. Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa. Từng mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, ngàn bao tố phong ba ta vượt qua, vượt qua. Lướt sóng con tàu mang tín hiệu trong đất liền, mắt em nhìn theo con tàu đi xa mãi. Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô, cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em. Ơi, mắt em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng mới. Nhớ ca dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai, sóng dù mối tình đời thủy thủ càng thêm vui. Đây con tàu ra khơi, đây con tàu ra khơi. Đang đứng đó nhắn về đất liền cánh buồm chờ đầy tình yêu, sóng dù mối tình đời thủy thủ càng thêm vui. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa